Tu Quỳnh xin mến chào tất cả quý khán thính giả đã quay trở lại với chuyên mục audio truyện dài kỳ trên kênh YouTube Chị Dậu. Tôi Quỳnh rất vui khi được gặp lại tất cả quý vị trong chương trình phát sóng của buổi trưa ngày hôm nay. Quý vị thân mến, ngày hôm nay Tu Quỳnh và ekip của Đình Tùng Voi sẽ tiếp tục gửi đến cho quý vị những tin tiết tiếp theo của bộ truyện Gái Mù được viết bởi tác giả thực và ngay bây giờ sẽ là tập 6 của bộ truyện này. Xin mời quý vị hãy cùng chú ý theo dõi và đón nghe để không bỏ lỡ nội dung hấp dẫn của tập truyện ngày hôm nay. Chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ. Trong thấy phó giám đốc tự mình hướng dẫn ân cần như thế nên cũng có nhiều người tò mò. Thi thoảng Châu lại cảm nhận được nhiều ánh mắt đang hướng tới nhưng khi cô ngẩng đầu quan sát Thì lại không thấy gì cả Hoàn cảnh này khiến Châu vô cùng ngượng nghịu Vậy nên cô đành phải dè dặt Ngắt lời Khánh nói Hay là Em đi làm việc của em đi Chị sẽ nhờ người khác hỗ trợ Khánh đang hướng dẫn cô làm việc Vô cùng nhiệt tình Thì nghe thấy âm thanh ruột rè của cô truyền tới Anh đáp Được rồi, vậy em nói với chị quản lý hỗ trợ chị nhé khánh nhỏ giọng đáp lại sau đó anh rời đi không bao lâu thì có một chị quản lý đi tới hỏi cô có cần hỗ trợ gì không lúc này những ánh mắt lấp ló đã dần tan biến khiến cho tinh thần cô cũng trở nên thoải mái công việc mới khó hơn những gì cô tưởng thực ra cũng là vì cô có xuất phát điểm khác người ta quá nhiều biết là như vậy nên châu rất nỗ lực cho công việc mới châu vừa tự mày mò tìm hiểu vừa nhờ sự giúp đỡ của người khác. Vậy mà rất nhanh cô đã làm quen được với vài người ngồi gần vị trí. May mắn thay, họ đều là những người thân thiện. Cô hỏi gì, họ cũng nhiệt tình đáp trả. Chàng trai bên cạnh có tâm hồn thiếu nữ. Cách nói chuyện thì vô cùng duyên dáng. Tên Dũng, như mọi người xung quanh thường xưng vui là chị chứ không gọi anh. Cô gái gần đó, nhìn vẻ nhỏ hơn tuổi của cô, tên là Linh, và rất thường nói chuyện đùa giỡn với Dũng. Hai người ấy là hai người nhiệt tình nhất trong việc hỗ trợ cô. Tới giờ cơm, họ còn quay quanh cô nói chuyện. Linh bày ra vẻ mặt hống hớt, nói Sáng nay em thấy đích thân phó giám đốc dẫn chị tới đây. Hai người có quan hệ gì sao ạ? À? Đúng lúc, Dũng đang cầm dũa mài móng tay. Vừa nghe tới nội dung hấp dẫn thì liền tham gia. Đúng vậy đó, có phải bà với phó giám đốc có gì không vậy nhìn hai người tôi nghi lắm đó châu nhìn hai người đột nhiên trở nên khó xử cô cố gắng nói một cách mạch lạc nhất à là bạn là bạn thôi ánh mắt hai người nổi lên nghi ngờ làm châu vô thức trở nên căng thẳng rồi đột nhiên hai người cười xòa không có thì thôi làm gì căng thẳng thế tụi này đua chút tôi mà châu nghe vậy mới thở vào một tiếng. cùng lúc này cánh bước chợt xuất hiện đi tới chỗ của châu. anh nói: đi ăn trưa tôi. chắc là chị chưa biết nhà ở đâu nhỉ? nói xong cũng bỏ mặt sự ngơ ngác hiện lên trên mặt của những người xung quanh mà kéo tay châu đi. nhìn hai người ngày càng đi xa khuôn mặt dũng và linh cứng đờ như bức tượng. vừa nãy họ mới tin cô mà sao nhanh như vậy đã bại lộ chứ? Công ty La La Farm luôn trang bị một nhà ăn đầy đủ cho nhân viên. Họ có thể lựa chọn ăn ở tại công ty hoặc là đi ăn bên ngoài. Khánh lấy đồ ăn cho mình và Châu để xuống trước mặt cô rồi nói Mấy món ngon nhất ở đây đó, chị ăn thử đi. Vừa ăn, Châu vừa gật đầu hài lòng, cô đáp Ngon lắm. Khánh nhìn Châu cười cười Công việc chị ổn chứ? Nghe Khánh hỏi, Châu chợt ngừng đũa Thật lòng mà trả lời Không tốt lắm Còn phải học rất nhiều thứ nữa Khánh nhìn cô xoa đầu an ủi Giọng nói của anh lúc nào cũng dịu dàng Và đầy kiên nhẫn Không sao sẽ từ từ quen tôi Chỉ làm được mà Thái độ dịu dàng của Khánh Lúc nào cũng có thể chữa lành trái tim cô Châu như có thêm được sức lực để cố gắng Cô nở một nụ cười với anh Như một lời đáp lại Rằng mình sẽ cố gắng Sau khi ăn trưa xong trở lại công việc của Châu Chỉ là hai người bạn mới Đã không còn tin tưởng vào lời biện hộ của cô Mà luôn khẳng định Cô và phó giám đốc Có gì đó mờ ám Dù sao cô thấy họ cũng không phải có ý xấu Nên cô lười không thèm giải thích Cứ mặc kệ họ lãi nhảy bên tai Đợi đến lúc tan làm Khánh lại muốn đưa Châu về Châu không đồng ý vì còn muốn ở lại tìm hiểu một số chuyện. Cứ nghĩ Khánh sẽ rời đi, nhưng không. Anh lấy ghế ngồi cạnh cô, cùng với cô làm việc. Rồi đôi khi còn lên tiếng hướng dẫn cô. Khánh càng chỉ nhiệt tình, dù là văn phòng đã ra về hơn phân nữa, nhưng thỉnh thoảng Cho vẫn cảm nhận được có ánh mắt đang nhìn về phía bọn họ. Châu sợ chưa làm được việc bao lâu thì đã bị những lời dị nghị dìm chết nên cô bảo với Khánh Em về trước đi Chờ chị cùng về luôn Khánh đáp ngắn gọn Nhưng lời nói thì chắc chắn Châu bất mãn nhìn về phía Khánh Khánh nhuộn vài tỏ vẻ không phải lỗi của em Cứng đầu quá Châu Lý Nhi nói một tiếng Nhưng Khánh vẫn có thể nghe thấy Anh bật cười đáp Hơ, ai mới là người cứng đầu chứ? hai người đối chọi gay gắt thông qua ánh mắt cuối cùng khánh vẫn phải nhỏ giọng mềm yếu thôi mà về trễ không an toàn ngày mai lại tiếp tục nhé đến cuối cùng châu vẫn là đi về cùng với khánh bằng một cách nào đó cô không bao giờ tán được những lý lẽ của anh những ngày sau đó châu vẫn tiếp tục đến công ty để làm việc với tính chất tốt nên mọi người đều yêu mến và giúp đỡ châu lần đầu cô làm việc với nhiều người như thế nhưng may mắn tay đều không có trở ngại gì quá lớn còn chơi cùng được với hai người bạn đồng nghiệp vô cùng hài hước vẫn tưởng cứ như thế là êm đềm nhưng cuộc đời đâu mấy khi suôn sẻ ở đâu cũng thế có người thích thì chắc chắn sẽ luôn tồn tại những người không thích điển hình là cô nhân viên tên ái nhìn bề ngoài có vẻ ngang tuổi với châu cũng đã làm trong công ty được vài năm ái thích phó giám đốc nên khi nhìn thấy phó giám đốc độc tân lâu nay ân cần vì một cô gái như vậy mà nổi lên lòng ghen ghét không giống với đan ghen ghét mà luôn bộc lộ rõ ràng ái khôn khéo hơn nhiều trước tiên cô ta làm thân với châu và lặng lẽ chờ thời cơ thích hợp ái vốn không nằm trong nhóm làm việc của châu nhưng rất hay đi ngang qua đây mỗi lần cô ta đi ngang qua châu sẽ nghe thấy dũng và linh trề môi lườm liếc nói gì đó. Dù không muốn quan tâm thì cuộc trò chuyện của họ vẫn lọt vào tai cô. Con nhỏ đó lại đi ngang kìa. Linh huyết tay Dũng nói. Nhỏ thảo mai đó, chắc đi lại tìm giám đốc mách lẻo chứ gì, làm vậy chắc mình hay ho. Dũng biểu môi, vừa lườm ái, đang đứng ở phía trước vừa nói. Âm lượng không nhỏ chút nào, bản kính từ đây tới chỗ vị trí của ái đều nghe rõ chỉ là cô ta cố tình không quan tâm tới bên này lấy xong đồ ngẩn đầu đi mất ra là trước đây dũng có xảy ra chút chuyện với ái còn linh thì nghe nói lúc mới vào bị ái làm khó dễ hai người có chung một kẻ thù nên vừa hay trở thành đồng nghiệp thân thiết cũng không sợ gì mà tỏ thái độ ghét bỏ với ái thỉnh thoảng châu đi mua cà phê ở dưới sảnh thì vẫn tình cờ bắt gặp được ái cô ta thân thiện bắt chuyện trả tiền ly cà phê thay cô châu không kịp từ chối ái đã hoàn thành xong thao tác châu ít khi nhận đồ từ người khác nhất là khi hai người còn không hề thân thiết nên cô ngỏ ý trả lại thôi để tôi trả lại tiền cho cô đi ái cười hòa nhã thoải mái đáp làm chung công ty mà lần sau cô mời tôi là được rồi tôi lên phòng trước đây nhìn theo bóng lương ái đi xa trong đầu châu hiện lên sự khó hiểu rõ ràng châu nhớ cô ta là người nhân viên cô hỏi trong lần đầu tiên tới công ty thái độ lúc đó của ái rất là gắt gỗng, không giống một chút nào với cô gái thoải mái vui vẻ lúc nãy. cũng là một người ở hai thời điểm có thể khác nhau tới như thế sao châu cũng không vì chuyện lần trước mà ghim thù hằng làm gì cô chỉ muốn làm việc yên bình không sóng gió là quá tốt đẹp Nhận ly cà phê của ấy, Châu tự nhủ, lần sau mình sẽ mời lại cô ấy một ly. Chỉ đơn giản là như vậy thôi. Ngày hôm sau vẫn là tiệm cà phê ở dưới sảnh, vẫn là tình cờ gặp nhau. Lúc nhìn thấy ấy, Châu đã ngay lập tức nhớ tới ly cà phê. Thực ra đối với quan hệ xã giao của người bình thường thì chuyện trả cho nhau ly cà phê nó quá mức bình thường. Còn đối với người ít khi xạ giao như Châu thì cô lại hiểu theo nghĩa có qua có lại. Lúc ấy mua cà phê Châu cố tình đi lên nói Tôi trả cho cô nhé Ái giật mình quay sang nhìn cô Rồi mỉm cười nói đùa Không ngờ cô còn nhớ Không sao đâu Chỉ là một ly cà phê thôi mà Châu cười gượng trả lời Có quà thì phải có lại chứ Ái còng ánh mắt Nhìn cô cười xòa Vậy cảm ơn cô nha châu lúc này mới mỉm cười lịch sự nói ừ, không có gì đâu ai cứ theo tình huống hiện tại mà duy trì cuộc trò chuyện cô ta luôn thể hiện mình là người thoải mái vui vẻ trước mặt châu trưa nay cùng nhau ăn trưa không thật khó để nói lời từ chối với một người có thái độ đề nghị tốt như thế nhưng hai người cũng không quá thân quen đi ăn cùng nhau liệu có quá ngượng nghịu Thấy Châu suy nghĩ ngập ngừng Nên ái nói thêm Hội chị em của tôi chuyển công tác hết rồi Nên gần đây không có ai đi ăn cả Đi với tôi nhé Nghe ái nói như thế Châu càng khó mở lời từ chối Cuối cùng đành phải chấp nhận À được thôi Hai người tạm biệt nhau Ở ngay cửa văn phòng chỗ làm việc của Châu Dũng và Liên từ bên trong nhìn thấy Thì Châu và ái cùng nhau trở về Lúc Châu quay trở lại vị trí, hai người liền quay quanh hỏi cô. Nè, bà chơi với cái bà Hoàng Thảo Mai đó sao? Dũng vừa cất lời thì bị Linh hút một cái nhắc nhở. Nói vậy là làm sao mà chị ấy biết? À đúng rồi, bộ bà có quen biết ái hả? Châu miếm môi đắng đo, nhưng rồi cũng trả lời. Ừ, có nói chuyện một hai lần thôi dũng trề môi thái độ thấy rõ khuyên ngăn châu tốt hơn hết bà nên tránh xa cái con đó ra đi nó là quỷ hút máu đấy không tốt lành gì đâu linh đứng bên cạnh gật gù nói thêm ban đầu chị có thể thấy ả à ta rất bình thường thậm chí là tốt tính nhưng mà tin em đi đó là vì ả à ta có âm mưu đấy chị vẫn nên đề phòng chị ta thì hơn qua lời miêu tả của hai người ấy như biến thành mù phù thủy xấu xa, đáng sợ, không giống với hình tượng cô ấy trước mắt cô. Nhưng nói gì đi chăng nữa, thì Châu vẫn tin vào cái mà mình nhìn thấy hơn hết. Cảm ơn hai người nha, chị sẽ cẩn thận. Châu mỉm cười đáp lại hai người một tiếng, rồi quay lại, ai làm việc đấy? Đến giờ ăn trưa, Châu vẫn còn nhớ cái hẹn lúc sáng với ấy cô trần chừ nhìn dòng người trong văn phòng đi ra ngoài ăn trưa dũng và linh có rủ cô đi cùng với họ nhưng châu chỉ lắc đầu cười trừ chốc lát sau châu thấy ái đến đây thật cô còn ngỡ chỉ có mình cô để tâm tới cái hẹn lúc sáng nào ngờ ái ngó đầu vào văn phòng trông thấy cô thì mỉm cười vừa đi vừa nói cô đợi tôi có lâu không bên tôi còn có chút việc vặt nên cố làm cho xong Vẻ mặt Châu thì rất hòa hoãn, thiền cảm đối với ái. Cũng vì vậy mà tăng vọt. Cô không nghĩ một người như ái lại xấu xa như trong lời Dũng và Linh nói. Chắc có lẽ chỉ là vì họ không hợp tính với nhau nên mới như thế. Không có gì, tôi cũng mới về làm xong. Mới vào làm mà chăm chỉ ghê ho hơn cả khối người ở công ty này đấy. Châu nghe ái nói đùa mình mà ngượng nguồn phủ nhận Hai người nói qua nói lại được mấy câu Thì Khánh bỗng nhiên xuất hiện Khánh vẫn như mấy ngày đầu Tới giờ ăn trưa là đi ăn cùng với Châu Một phần vì sợ cô còn chưa làm quen được với ai Phần còn lại cũng thực sự muốn đi ăn với cô Ái mang vẻ mặt sáng rực khi trông thấy Khánh Cô mở lời chào Như khi nhìn tay ánh mắt của Khánh Chỉ nhìn Châu mà nói chuyện Thì lời chào bỗng trở nên ngựa ngùng Phó, phó giám đốc Hôm nay muốn ăn gì? Khánh đi tới chỗ châu mà không chú ý bên cạnh còn có ấy. Anh dùng thái độ thân quen và thoải mái nói chuyện với châu. Ô, chào cô. Lúc Khánh nghe được lời chào cùng ý thức được sự xuất hiện của ấy, anh cũng đáp một tiếng rồi quay về chủ đề ăn trưa của mình. Đi ăn nhé. Khánh nhìn Châu im hơi lặng tiếng nãy giờ, nói một câu trưng cầu ý kiến. Châu cười gượng, nhìn ái rồi quay sang trả lời Khánh. Hôm nay em ăn một mình đi nhé, chị đi ăn cùng với ái mất rồi. Vẽ mặt Khánh ngay lập tức triệu xuống, không vui. Cô lại vì một người đồng nghiệp mới quen mà hất hủi anh. Lúc này ái cố tỏ ra vui vẻ, nói chêm vào. Hay, hay phó giám đốc cùng đi ăn chung đi, càng đông càng vui mà. Khánh nghe như vậy, gật gù mấy cái, nhưng vẫn một mực nhìn châu, bằng vẻ mặt chờ cô quyết định mặc dù đi ăn như vậy khiến châu có hơi ngượng nhưng khánh thì lại có vẻ như muốn đi ăn vậy nên châu đành gật đầu nhờ sự giới thiệu của ái mà bọn họ không tới nhà ăn của công ty mà tới một nhà hàng được ái đánh giá là rất ngon ở quanh đây những nơi như nhà hàng trước đây châu từng đi tới chỉ biết chừng nổi tiếng với sự sang trọng và đắt tiền cô cảm thấy ăn trưa cũng không nhất thiết phải cầu kỳ như vậy nhưng vì là ái gợi ý nên cô cũng rất ngại từ chối. Nhà hàng này đúng như trong suy nghĩ của Châu, nhỏ nhưng rất sang trọng. Mọi bàn ăn đều được đặt riêng, ngăn cách với nhau để có thể đảm bảo sự riêng tư. Khánh quan sát thấy sự lạ lẫm trong mắt Châu, anh kẻ đẩy ghế cho cô đứng bên cạnh, đợi cô quan sát hết thảy những gì lạ mắt rồi cùng nhau ngồi xuống. Tất nhiên, Ánh mắt quá độ dịu dàng của Khánh dành cho Châu đều nằm dưới sự chứng kiến của ấy. Nắm tay ấy dưới cầm bàn siết chặt, nhưng trên mặt thì vẫn hy hữu một nụ cười. Mọi người gọi món đi. Ái đẩy thực đơn về phía Châu, tươi cười như không có chuyện gì, cô bảo. Hai người chọn trước đi, tôi ra ngoài nghe điện thoại một lát. Chờ có cuộc điện thoại gọi tới, nên Khánh phải rời đi trong chốc lát dạ vâng phó giám đốc cứ đi ạ à. lúc nào ái cũng nở nụ cười nói chuyện với dòng điều thoải mái khiến người khác vui vẻ hơn hết lúc này đây khi trả lời ái còn nói chuyện vui vẻ hơn lòng châu nảy sinh một chút gì đó khó chịu với điều này nhưng rất nhanh cô dặn mình phải trở lại bình thường nhìn xuống thực đơn hoàn toàn là những món lạ lẫm làm cho châu bối rối cô nhìn mãi cũng không biết nên gọi món gì lúc này người phục vụ đã đứng bên cạnh nãy giờ mới mất kiên nhẫn nhẹ giọng hối thúc cô dạ quý khách đã chọn được món nào chưa ạ à? lời nói của nhân viên không quá lớn nhưng mọi người đều hiểu đây là ý tứ dục giả vì phải đợi quá lâu chỉ như vậy phải đủ cho người như châu cảm thấy rất ngường bối rối cũng chính là kết quả mà ái muốn cô chỉ đơn giản là chướng mắt nảy giờ nên mới muốn châu bẻ mặt một chút hay là để tôi chọn món cho? Ái nói chuyện nhẹ nhàng và rất tự tốn. Cảm giác lúc này của Châu như có vị cứu tinh, vội vàng đưa thực đơn trở về tay ái. Ái gọi món thuần thuộc và quen thuộc. Một loại cảm giác khiến cho Châu cảm thấy rất ngưỡng mộ, bỗng chốc có thiện cảm với ái. Cô lại càng khẳng định một lần nữa, có lẽ ái không giống với lời đồn đại về cô. Một lát sau thì cánh quay trở lại, anh lịch sự nói xin lỗi nói chuyện có hơi lâu một chút đồ ăn nhanh chóng được bày biện ra những món ái gọi đa phần đều mới lạ đối với châu buổi ăn diễn ra khá bình thường vì không muốn quá thân thiết với khánh trước mặt người ngoài nên châu tự di chuyển vị trí cách xa anh một chút lúc trước từng nghe chị hoa nói làm việc ở mấy công ty lớn thường sẽ cấm yêu đương trong công ty ảnh hưởng tới công việc dù cho tới bây giờ cô cũng chưa nghe nói tới công ty La La Farm cấm nhân viên yêu đương Nhưng cũng sợ quá thân mật sẽ ảnh hưởng tới Khánh Bị lời ra tiếng vào Đúng thật là không hay Tốt hơn hết là vẫn nên ý tứ một chút Có điều nếu như những bữa ăn trước đây giữa Khánh và Châu Hai người lặng lại nói chuyện cùng nhau Thì hiện tại lại xuất hiện thêm một người Người này lại vừa hay thay thế Châu Người kiếm lời mà nói chuyện liên tục với Khánh Phó giám đốc, sắp tới anh có đi công tác ở miền Bắc không? Phó giám đốc, bạn thiết kế hoa mới lần trước em nộp lên anh, anh xem qua chưa? Phó giám đốc. Dù đa phần đều là công việc, nhưng lời nói từ miệng quái phát ra đều mang lại cảm giác rất mập mờ khó hiểu. Vì là công việc nên tất nhiên Khánh sẽ ít nhiều đáp lại, thành ra trong bữa ăn Châu là người yên lặng nhất. Họ nói gì cô cũng hiểu nhưng không biết tham gia bằng cách nào cả. Vậy nên cô yên lặng, chậm rãi ngồi ăn đồ ăn của mình mà không chú ý tới họ nữa. Cho không chú ý họ, nhưng Khánh thì vẫn sẽ luôn chú ý tới cô. Anh thể hiện sự quan tâm bằng cách gấp đồ ăn cho cô. Trong bát bỗng dưng xuất hiện đồ ăn do ai đó gấp tới, làm Châu chợt nhìn tới anh. Món này có vẻ hợp khẩu vị với chị đấy. Giọng Khánh truyền tới nhỏ xíu, như vừa đủ để một mình cô nghe thấy cho gật đầu Cũng gấp lại một miếng đồ ăn khác cho anh Ái ngồi đối diện họ Khuôn mặt mất đi vẻ thoải mái Mà thay bằng ánh mắt lầm lì Thật không ngờ ái Là dễ dàng bại lộ biểu cảm như thế Chỉ là hai người trước mắt Vì không quá đệ tâm Mà không phát hiện ra Bữa ăn nhìn chóng kết thúc Họ quay trở lại công ty với nhau Khánh đưa hai người về công ty Rồi cũng đi gặp đối tác Hoàn thành công việc của bạn thân Ái và Châu cùng nhau đi vào công ty Ái còn cố tình dừng lại ở quán quen để mua cà phê Cô có muốn uống không Châu? Châu suy nghĩ một chút liền gật đầu Nói với nhân viên ở quầy cà phê Cho tôi ba ly Mua cho ai mà ba ly thế? Ái thắc mắc Vì nghĩ tính tình của Châu hướng nội như vậy Làm sao có thể chủ động thân thiết với ai? Châu mỉm cười đáp À, là mua cho hai người đồng nghiệp bên cạnh tôi ái như nhớ ra vẻ gì đó nụ cười cũng mất đi sự tự nhiên là dũng và linh sao lời ái nói nhỏ dần khiến châu khó khăn mới có thể nghe à đúng vậy là hai người họ đấy à tôi biết rồi châu chưa bao giờ nhìn thấy vẻ mặt sượng sờ như vậy của ái có lẽ vì vấn đề mâu thuẫn giữa họ nên khi nhắc tới mới khiến cho ái như thế Còn ái thì không nghĩ vậy Những mâu thuẫn ngầm xảy ra giữa cô Trong công ty không ít Nhưng duy nhất chỉ có Dũng và Linh Là hai người trực tiếp tỏ thái độ Cạch mặt với cô rõ nhất Không biết rằng họ đã nói gì Cho con cừu non là Châu nghe nữa Nhưng vì Châu vẫn đối xử rất bình thường với mình Nên ái tạm thời bỏ qua những suy nghĩ đó những ngày sau nữa, tần suất nói chuyện của ái và châu tăng lên Họ dần trở thành bạn bè của nhau Thân thiết tới mức Dạo gần đây Dũng và Linh Cũng ít nói chuyện với cô Hạng Dù có chút buồn Nhưng biết phải làm sao khi mà ấy cũng đâu có làm gì sai Khiến cô phải dừng nói chuyện với cô ấy Lần đó là lần đầu tiên Châu được chị quản lý Giao nhiệm vụ thống kê đơn hàng Và số lượng bán ra Là công việc khá đơn giản Giao cho Châu chỉ để cô làm quen dù là đơn giản nhưng mà tâm lý của châu lại rất hồi hộp sợ mình làm không tốt châu đã bắt đầu làm rất sớm biết châu nhận công việc lần đầu tiên ái cũng ngỏ ý có việc gì khó hiểu thì hãy tìm tới cô ấy ái cũng là một nhân viên năng suất đã làm việc trong công ty mấy năm nên nói về kinh nghiệm châu rất tin tưởng vì vậy những chỗ không biết châu đều hỏi qua ái ái không chỉ nhiệt tình mà còn làm mẫu cho cô vài lần châu cứ theo cô ấy mà hoàn thành công việc của bạn thân. Lúc hoàn thành công việc, Châu còn cố ý mua một ly cà phê cho ấy. Cảm ơn cô nha. Ái ngạc nhiên nhìn ly cà phê sau đó mỉm cười. Có chút chuyện nhỏ thôi mà, đồng nghiệp thì giúp đỡ nhau là chuyện đương nhiên. Chuyện nhỏ cũng phải cần cảm ơn chứ. Công ty giờ này quá giờ tan làm. Châu Vãi có lẽ là hai người duy nhất còn sót lại ở tầng này để làm việc theo lời nói thì ái rất hay ở lại tăng ca một mình ở công ty làm việc với hiệu sức của hai người cộng lại châu nghe mà cảm tán trước sự nỗ lực của cô ấy trễ rồi cô về trước đi ái uống một ngụm cà phê rồi nói với châu hả vậy còn cô cô vẫn chưa về sao ái bật cười ra tiếng bình thường tôi còn ở lại trễ hơn nữa cơ Châu gật đầu như đã biết Rồi chuẩn bị ra về Đúng là có hơi muộn Sợ rằng cha mẹ ở nhà đang chờ cô Cùng về ăn cơm Lúc chuẩn bị bước ra khỏi cửa Châu chú ý tới bình nước siêu tốc Ở góc phòng vẫn đang đuôn bèn nhắc nhở Hình như ở văn phòng trên này Không được sử dụng bình nước kia đâu Cô nhớ tắt đi Ái nhìn toán qua cái bình đuôn nước ở góc phòng Cô ta đáp Tôi đang định ăn khuya Lát nữa sẽ tắt tôi, không sao đâu châu gật đầu xong thì quay người đi mà nè tiếng ái chợt vọng lại phía sau lưng làm cho châu giật mình quay người lại cô và phó giám đốc có phải có gì đó không châu nghe người khi nghe ái đột nhiên hỏi như thế chờ một lúc không thấy lời hồi đáp bỗng nhiên ái bật cười xua tay nói không có thì thôi tôi hỏi vui thôi châu ngẫm nghĩ một lát có lẽ vì sự thân thiết những ngày qua làm cô tin tưởng con người này. Châu đáp. Thực ra là... Tôi... tôi thích cậu ấy. Giọng nói khẳng định bé xíu, trong không gian yên tĩnh, lại rõ ràng tới vô cùng. Ái hoàn toàn nghe rõ mùa một lời nói của Châu. Không phải là phủ nhận, cũng không nói rằng Khánh đang theo đuổi, mà chính là nói bạn thân Châu đang thích Khánh bất kể ai nhìn vào cũng theo nhận ra khánh mới là người có tình cảm với châu nhưng châu cũng đã khẳng định tình cảm của mình vậy chẳng phải họ sẽ sớm ở bên nhau sao vẻ mặt ái cứng đờ với điều vừa được nghe và suy nghĩ của chính mình cô sao vậy ái châu lo lắng nhìn ái hỏi à ờ à, không không có gì đâu cô về trước đi ngay khi châu rời khỏi cánh cửa kia thì vẻ mặt của ái đã không giữ nổi bình tĩnh, hiện lên sự ghen tị, tới nỗi hận thù. Nếu cô không nhanh tay, rất có thể Khánh sẽ bị cướp mất. Ái đã không đủ kiên nhẫn để chờ đợi thêm được nữa mà thực hiện kế hoạch bấy lâu nay của ấp ủ. Hôm sau Chào đến công ty làm như bình thường, mang trong người sự vui vẻ, khoan quái vì công việc được giao đã hoàn thành. Châu mừng thầm vì dạo gần đây, vào công ty công việc của cô rất ổn thỏa bạn bè cũng tạm tạm, không có gì quá đuổi khó khăn. Vậy mà lên đến tầng trên của công ty, lại thấy mọi người đang đứng đầy ở ngoài phòng làm việc, thay vì vào trong. Châu khó hiểu nhìn tới nhìn lui, không biết rằng chuyện gì đang xảy ra. Đúng lúc nhìn thấy Dũng, nên cô hỏi. Có chuyện gì vậy? Dũng chợt một tiếng, sau đó nhăn mậy nói. Không biết là ai sử dụng ấm đun siêu tóc ở văn phòng, rồi không tắt làm chập mạch điện, hiện tại mấy trong văn vòng đều không sử dụng được, viên quá đi mất. Châu nghe tới kém đuôi siêu tốc thì ngay người nhớ ra buổi tối hôm qua cô có nhắc nhở ấy, sợ rằng thực sự là ấm đuôi siêu tốc của ấy, nên Châu lo lắng hỏi thêm, có nghiêm trọng không? Tôi không biết, nhưng có lẽ công ty sẽ tìm ra người đuôi ấm nước đó. Nghe vậy Châu càng thêm lo, chờ lát sau khi thấy Ái xuất hiện. Châu đã lập tức đi tới chỗ cô ấy hỏi nhỏ. Ái, tối hôm qua cô có tắt cái ấm đuôi siêu tóc kia không vậy? Ái tỏ vẻ mà không hiểu gì, nhíu mày đáp. Ấm đuôi siêu tóc gì? Đáp một tiếng như vậy xong, ái cũng vòng qua Châu đi mất, để lại một mình Châu hoang mang. Rõ ràng là tối hôm qua cô ấy còn nói để ăn khuya. Đội ngủ sửa chữa tới một lúc thì đường dây điện trở lại ổn áp mọi người lại vào công việc như không có chuyện gì xảy ra dũng ngồi bên cạnh châu kiểm tra lại máy tính xong thì thở vào may quá máy tính của tôi chưa bị mất dữ liệu không là tôi chết tôi giết chết cái con nào dám sử dụng cái ống nước đó linh bên cạnh cũng phải thở vào một hơi cô quay sang hỏi châu chị thì sao có bị mất dữ liệu gì không châu thấy mọi người kiểm tra máy tính xong cô vội vàng kiểm tra qua, sau đó trả lời linh, không có, không có mất gì cả. vậy là tốt rồi. ngay lúc châu thở vào một hơi, thì lại có người tới truyền lời. quản lý nói cô đến gặp cô ấy. châu có hơi bất ngờ vội vàng gật đầu đáp, rồi lâm vào sự hoang mang. dũng và linh cũng quay qua nhìn cô, miệng nói chuyện bằng khẩu hiệu. sao vậy? châu lắc đầu chính cô cũng không biết chắc là không có chuyện gì đâu biết đâu là khen chị đó châu linh mỉm cười nói lời trấn an cô nhưng đến khi lên văn phòng của chị quản lý nhìn vẻ mặt căng thẳng của chị ấy cô không nghĩ là có chuyện tốt chị quản lý tình mai là một người phụ nữ khá nghiêm khắc trong công việc chị đẩy gọng kính một cái rồi liếc nhìn châu châu đúng không Đứng trước mặt một người phụ nữ mạnh mẽ như thế Châu không thể nào không yếu thế Cô nhẹ đáp một tiếng vâng Chị Mai quản lý Thấy tập tài liệu lên trước mặt bạn Cô làm gì với bản báo cáo thống kê vậy? Châu ngờ ngát không nói nên lời Rõ ràng đã hướng dẫn rồi Tại sao lại làm theo cách khó coi như thế? Lại còn làm sai tứ tuôn Bản báo cáo này là một mình cô làm sao? Chị quản lý hỏi như vậy Trong đầu cô nảy lên hình ảnh của ấy Nhưng vì cô ấy đã có tầm hướng dẫn cho cô Nên lương tâm châu không cho phép cô ấy nói ra Dạ vâng ạ à. Về làm lại đi Có chút chuyện cũng không xong Chị quản lý nói một tiếng dứt khoát Không cho phép cô nói thêm Châu ôm tập tài liệu kia Lũi thủy trở về chỗ làm Cô biết đây gọi là va chạm xã hội ở nhà cha mẹ sẽ không lớn tiếng trách mắng cô, ở tiệm hoa, chị Hoa cũng sẽ không nặng lời với cô. Nhưng ở đây thì khác, Châu biết là mình phải đón nhận nhiều hơn thế mới có thể hoàn toàn dung nhập vào xã hội. Chỉ là sự dung nhập này phải trải qua những lần dài dột thì mới có thể. Ngay buổi chiều hôm đó, Châu lại một lần nữa gọi lên văn phòng. Lần này không chỉ một mình cô mà còn có cả bác bảo vệ của công ty ở văn phòng. Châu vẫn không hiểu Lần này mình lại làm sao Cô ngập ngừng lên tiếng Dạ chị gọi em có chuyện gì vậy Chị Mai gỡ chiếc kính đang đeo ra Ánh mắt sắc lẹm Không mang ý cười Lại là em Có phải hôm qua em là người đua ngấm nước kia không Dạ Dạ không phải Châu ngay lập tức phủ nhận Vì đúng thật là cô có làm điều đó đâu Nếu có Nhất định sáng nay cô sẽ đi thú tội ngay lập tức Vậy tại sao chú bảo vệ này lại nói Em là người cuối cùng còn ở tầng 2 Ở thời điểm đó Không em thì còn ai Vẽ mặt châu từ ngạc nhiên này Đi tới ngạc nhiên khác Sao cô lại có thể là người ra khỏi tầng 2 Cuối cùng được chứ Vậy còn ái thì sao Châu quay sang nhìn người bảo vệ Với ánh mắt nghi vấn Và vẽ mặt mang theo sự khó hiểu Người bảo vệ cỡ tuổi trung niên Mặt mày tỏ ra trung thực Tôi nói thật mà Tôi trông thấy cô gái này ra về Rồi mới đi kiểm tra Rồi đi về theo Ngoài ra đâu có ai khác Cũng tại tôi hôm qua gấp quá Nên không đi kiểm tra kỹ lưỡng Thái độ tự trách bản thân của bác bảo vệ Càng làm cho chị Mai tin tưởng Chị quay sang nhìn Châu Em còn gì để nói không? Châu lắp bắp lên tiếng Không, không thể nào Rõ ràng còn ái ở lại cơ mà chị mai vẫn mang một vẻ mặt bình tĩnh và nghiêm nghị được rồi em nói còn có ái chứ gì vậy kêu ái tới đây nói rõ đi nếu đúng thật như vậy thì coi như em không liên quan tới chuyện này châu lo lắng tới đổ mồ hôi hột như cô tin tưởng ái chắc hẳn cô ấy sẽ nói đúng sự thật ngoài ra cô cũng không hiểu lý do tại sao người bảo vệ này lại cứ khăng khăng một điều cô mới là người ở lại sau cùng sau đó ái xuất hiện văn phòng với bầu không khí căng thẳng tiếp diễn chị mai lên tiếng hỏi trước tiên châu em là người ở lại cuối cùng sau khi công ty tan làm vậy em cũng là người đuông ấm nước làm cho công ty chập điện đúng không ái nheo chặt mày biểu cảm vô cùng kháng cự là sao vậy ạ à? tối qua em đâu có ở lại tăng ca bây giờ châu mới hiểu cái cậu nói dối không chớp mắt là như thế nào? Biểu cảm, thái độ, kể cả lời nói đều rất chân thành vô cùng. Như khẳng định thêm tính chân thật cho câu nói, ái còn cố tình đưa ra dẫn chứng. Lúc ra về em còn chào hỏi chú bảo vệ cơ mà. Chị có thể hỏi chú ấy? Ngay lập tức chú bảo vệ đáp. Đúng, đúng vậy, tôi nói rủi cơ mà. Cô ấy đây làm việc trong công ty đã lâu, sao tôi nhầm lẫn được chứ? châu chỉ biết dùng gương mặt sững sờ không nói nên lời mà nhìn ái qua lời đối đáp của hai người chị mai quay sang nhìn châu bằng ánh mắt em còn gì để chối cãi nữa không châu bất ngờ tới mức không nói nên lời mà lắp bắp ái rõ ràng hôm qua cô ở lại buồn hơn tôi còn cái bình nước tôi có nhắc nhở cô sao bây giờ cô lại nói như thế ái quay sang nhìn châu bằng ánh mắt nghi vấn như thể cô ta mới nên là người đặt ra câu hỏi tôi là người nên hỏi mới đúng chứ hôm qua cô về sau tôi chú bảo vệ cũng trông thấy sao lại đổ mọi tội lỗi lên đầu tôi như vậy được chuyện này vốn cũng không phải chuyện gì to tát làm sai thì chỉ cần nhận lỗi là được không lẽ vì chuyện này mà công ty có thể đuổi việc cô ái nói một tràng rành mạch rõ ràng từng câu từng chữ ái là người sai nhưng nói một hồi mọi lỗi lầm đều thuộc về châu Kết quả thế nào Không phải nói thì ai cũng đoán ra Camera của công ty hôm qua Đã được tháo ra để thay thế toàn bộ Nên không thể kiểm tra được Dương ái có nhân chứng cho mình Nếu như em cứ tiếp tục phủ nhận như vậy Thì cũng tìm một nhân chứng tới đây đi Chị quản lý theo lý lẽ mà nói Châu ở mức vô cùng Khi việc mình không làm Lại bị đổ toàn bộ lên đầu mình Ấm ức vì ái Người cô tin tưởng lại có thể đổi trắng thay đen nhanh như thế. Đúng như lời Ái nói, đây chỉ là một việc nhỏ thôi, sao mà Ái lại cứ một mực đổ hết lên đầu mình như thế. Em, em không có nhân chứng. Giờ đó thì làm gì còn ai mà có nhân chứng, với cả tới chú bảo vệ Ái cũng có thể mua chuộc được thì công ty này có mấy người chịu đứng về phía cô. Mọi chuyện kết thúc ở đây đi, mọi người trở về làm việc. Còn Châu, chuyện này không phải chuyện lớn, sao em không nói ngay từ đầu? Với cách làm việc này của em chỉ cần xem xét lại đấy. Châu là người cuối cùng mở lại nghe lời trách mắng của chị Mai. Cô cuối gầm mặt xuống, không dám ngước lên. Một phần vì bị trách mắng nên sinh ra ngượng ngạo. Phần lớn nhất là vì tuổi thân. Bị một người mình tin tưởng đối xử như vậy, thứ hỏi có biết bao nhiêu tuổi thân. Mang tâm trạng thất thiểu, Châu trở về chỗ làm việc Châu trở nên suy sụp khi mình bị chính người mình tin tưởng, đối xử như thế. Cô như ngộ nhận ra một điều rằng, Cuộc sống này đầy rẫy những lừa dối. Có được cười không? Khi vừa tối hôm qua cô mang cảm giác biết ơn với người này, thì ngay ngày hôm sau họ lại đâm cho cô một nhát ở sau lưng. Đầu đớn làm sao khi cô nhận ra mình lại rơi vào hoàn cảnh như thế? Cô biết mình hoàn toàn không thể tin tưởng một ai Ngoài chính bản thân mình Dũng và Linh thấy trạng thái cô khác thường Thì cũng thi nhau hỏi thăm Nhưng chỉ nhận được cái gật đầu qua loa của Châu Ngoài ra thì không còn gì khác Châu bắt đầu sợ hãi cái nơi gọi là công ty này Nhìn thì có vẻ thần tiết Nhưng sâu lưng lại chơi xấu Cô nhớ về tiệm hoa Của chị Hoa Không ồn ào, không cạnh tranh lần đầu tiên cô nghi ngờ về quyết định của bản thân có phải nó bắt đầu cho những sai lầm hay không cũng bắt đầu từ ngày hôm đó châu trở nên ít giao tiếp với mọi người ở văn phòng đi hẳn có lẽ vì từ cái người tên ái mà cô sinh ra đề phòng với hầu hết tất cả có lần dũng và linh lôi kéo cô cùng đi ăn nhưng lại bị châu từ chối quyết liệt nên mới khó hiểu nói gần đây bà lạ lắm nha ít nói hẳn đi hay là tại sếp không xuất hiện nên buồn Dũng dùng giọng điều hài hước nói thêm Mà cũng đúng thật Gần đây Khánh vô cùng bận rộn Thường không xuất hiện ở công ty Cho không muốn rằng anh bận rộn như thế Lại còn phải lo lắng phần của cô nữa Linh khoanh tay đứng một bên Lại nói thêm vào mấy câu Đúng là lạ thật đấy Từ bữa lên văn phòng quản lý tới nay Châu cố gắng nở ra một nụ cười rồi đáp qua loa mấy câu hai người đi trước đi hôm nay tôi không khỏe chờ đến khi mọi người quay trở về phòng thì châu mới một mình đi ăn trưa không có khánh ở bên cô cứ lủi thủi một mình không nói chuyện quá thường thiết với ai tình trạng kém sức sống này của châu diễn ra dưới sự chứng kiến của bà kỳ cũng là mẹ của khánh một lần bà kỳ chạm mặt châu trong thang máy lúc cô đang ôm một xấp tài liệu trên tay đầu cúi xuống bước đi vào trong thang máy vì đầu chỉ lo cúi xuống nên lúc bước vào thang máy châu vẫn chưa nhận ra đó là bà kỳ bà lặng lẽ quan sát nhất cử nhất động của châu dáng vẻ mồng mình yếu đuối mặt lại luôn cúi thấp bày tỏ sự tự ti bà kỳ nghiêm mặt nhìn châu từ đầu tới cuối xong thì lắc đầu dáng vẻ này biểu hiện này không làm bà tin tưởng cô một tí nào cả Người thành công là người không mang trong mình sự tự ti và nhút nhát. Nếu Như Châu chỉ có bấy nhiêu thì bà không nghĩ cô có thể tạo dựng được một điều gì đó đột phá. Giữ một người như vậy làm trong công ty, không biết là có lợi ích gì nữa. Châu cảm nhận được phía sau luôn có một luồng ánh mắt quan sát, nhưng cô vẫn nhất quyết không quay đầu trở lại. Chỉ đợi cho thang máy đến nơi, sau đó cô nhanh chóng đi ra không chỉ là quan sát cái vẻ mà châu thể hiện ra bên ngoài bà kỳ còn cẩn thận quan sát thái độ làm việc và biểu hiện của cô trong công việc mọi thứ đều dẫn tới một kết quả chung khiến cho bà không hài lòng có lẽ khả năng ở hay rời đi khỏi công ty của châu đang trên bờ vực lung lay mà cô chưa hề hay biết chỉ sau hơn một tuần sau đó châu chính thức lên văn phòng, phòng nhận đơn thôi việc dưới sự quyết định của giám đốc Châu được gọi đến văn phòng lớn của giám đốc. Cô biết người trước mặt mình chính là mẹ của Khánh, cũng chính là giám đốc công ty chuyên về hoa tươi, là La, La Phạm. Và tất nhiên, Châu cũng vô cùng sửng sốt khi cầm trên tay tờ đơn thôi việc. Châu biết bác là ai chứ? Châu nhìn bà gật đầu đáp. Dạ vâng, Châu biết. Có ai đứng tận đây rồi mà không biết bà là ai chứ? Nhưng Châu biết một điều rằng ý tứ trong câu hỏi của bà chắc chắn không phải ý chỉ vị trí giám đốc của mình mà với cương vị là một người mẹ mẹ của khánh có biết vì sao bác lại để cháu thôi việc không Châu cúi mặt xuống ngẫm nghĩ một lúc rồi cô ngập ngừng đáp dạ cháu làm việc không tốt bà kỳ khẽ gật đầu nhìn thấy cái gật đầu của bà làm cho cháu cảm thấy nặng nề nhưng không chỉ có thế bà còn nói tiếp làm việc không tốt, nó không phải là vấn đề lớn. Quan trọng hơn, đó là thái độ làm việc và khả năng thích ứng. Cháu không thể hoàn thành mọi việc chỉ với một mình cháu. Cần có đồng nghiệp hỗ trợ lẫn nhau, cần có khả năng làm việc nhóm. Có lẽ cách làm việc này cháu chưa phù hợp với công ty. Bác nói vậy cháu hiểu chứ? Cháu lặng lặng tiếp thu hết mọi yêu cầu của bà Kỳ. Dẫu trong lòng đã nặng triểu, nhưng cô vẫn đáp lại lời bà một cách nhẹ nhàng nhất có thể. Dạ vâng. Vậy cháu còn điều gì không hài lòng nữa hay không? Dạ không có. Vì bà cho thôi việc, nhưng cháu không cảm thấy ghét bà. Những gì bà nói không phải là qua loa mà nó đúng thật như thế. Chỉ vì một biến động nhỏ đã đủ làm cho cô hoài nghi về sự lựa chọn của bản thân, khiến mình trở nên vô dụng. Suy cho cùng, người nhận lại kết cục đắng cay vẫn chỉ có duy nhất một mình cô. Còn người làm việc xấu thì vẫn thạnh thơi và thậm chí hiện tại còn trở nên vui sướng. Đối với ấy, đúng thật là niềm vui bất ngờ. Vốn dĩ cô đã lên sẵn một kế hoạch khác lợi dụng sự thương hại mềm yếu của châu mà đóng vai yếu đuối lấy lại sự tin tưởng của châu. Nhưng mọi kế hoạch đều không cần thực hiện nữa bởi lẽ kết quả mà ái mong đợi đã sớm hơn cô tưởng Tính từ lúc làm việc ở công ty tới nay Có thể nói Dũng và Linh Vẫn luôn là hai người đồng nghiệp tốt với cô nhất Ngay khi biết Châu phải thôi việc Họ đã vô cùng sửng sốt Quay quanh cô lo lắng đủ thứ Linh khó hiểu lên tiếng Sao vậy? Chỉ có làm lỗi gì lớn đâu mà phải thôi việc chứ Dũng cũng không tin Không có chuyện gì mà Châu lại bị Cho thôi việc như vậy Bèn nảy lên một suy nghĩ hay là cái con Thảo Mai kia? Sau những lời nói thẳng tán của bà Kỳ, Châu dường như thông suốt được một vài điều. Cô mỉm cười nhìn họ không đáp lời nói của Dũng. Cô chỉ bảo. Cảm ơn hai người trong thời gian làm việc đã luôn giúp đỡ tôi. Tôi sẽ nhớ hai người nhiều lắm. Vẻ mặt của Dũng và Linh đồng loạt làm ra vẻ méo máu. Đừng nói vậy mà, tụi tôi cũng quý cô lắm. Thực ra Châu biết Mình không thể vì một lần bị chơi xấu Mà đánh đồng những người khác như vậy Vì Dũng và Linh Luôn là những người đồng nghiệp nhiệt tình giúp đỡ cô nhất Nhưng vì sự ngây thơ của chính bản thân Châu vẫn không thể khống chế được Cảm giác đề phòng mọi thứ Có lẽ thôi vì cũng không phải là điều quá lớn lao Cô sẽ có thời gian để nhìn nhận lại bản thân mình nhiều hơn Thực ra Châu biết mình không thể vì một lần bị chơi xấu mà đánh đồng những người khác như thế. Vì Dũng và Linh luôn là những người đồng nghiệp nhiệt tình nhất giúp đỡ cô. Như vì sự ngây thơ của chính mình, Châu vẫn không khống chế được cảm giác đề phòng mọi thứ. Có lẽ thôi việc cũng không phải là điều gì quá lớn lao. Cô sẽ có thời gian để nhìn nhận lại bản thân mình nhiều hơn nữa. Vật dụng của Châu để lại công ty không nhiều. Chỉ sau một hồi dọn dẹp đã hoàn thành tất cả cô bước đi mà không suy nghĩ tâm trí vẫn còn treo đâu đó trên cao đi tới cánh cửa lớn của công ty khóe mắt châu xuất hiện hình ảnh quen thuộc của một người làm cho cô tỉnh táo ái quanh tay tựa vào mé cửa nở nụ cười như thường ngày nhưng hôm nay châu mới nhận ra sự ác độc trong đó ái đứng chắn ở cửa nhìn trực diện vào châu mà mỉm cười châu cũng không phải thánh mộ Đối diện với người hại mình Sao có thể làm bộ tươi cười Như không có chuyện gì xảy ra Cô nhíu chặt đôi mày nhìn nói Ái lại đột nhiên bật cười ra tiếng Sau đó lấy lại một hơi Rồi nói Châu, cô phải thôi việc rồi sao Tội nghiệp cô quá Không làm gì mà cũng Lời nói mang tính chất ai ngủi Giọng nói cũng thay cô mà ấm ức Nhưng biểu cảm thái quá Trên khuôn mặt đã bán đứng tất cả Cô không cần phải nói lời đó đâu Châu lạnh nhạt buông một câu nói Chỉ là cô không còn dây dừa vào con người ấy nữa Ái lại cười Nụ cười chăm biếm hơn gấp mấy lần Châu vẫn không tài nào hiểu nổi Cô đã làm gì Để ái đối xử với cô như thế Hai mắt châu rưng rưng Sau đó đột nhiên nhìn thẳng vào mắt ái Cô gặn hỏi Tại sao? Tại sao cô làm như vậy? Còn cần lý do sao? Tôi không thích cô Và tôi có thể làm mọi thứ Để có thể trục xuất cô ra khỏi đây Ái nở nụ cười nhếch mép Thông dòng dơ bàn tay mình lên Ngắm nghĩa Sau đó chậm rãi nói tiếp Chỉ tiếc là Tôi chưa dùng hết thủ đoạn Thì đã bị cô đuổi việc Đúng là ngu ngốc Cho nghe những lời nói cay nghiệt từ ái Rồi mới chứng nhận cô ta đúng là con người thâm độc Cho siết chặt bàn tay mình lại chưa bao giờ cô có ý nghĩ sẽ vùng lên lấy lại công bằng như bây giờ Ai nói xong thì quay người rời đi không đợi đến lời phản bác của châu hay bất kỳ điều gì khác có lẽ mục đích của cô ta đến đây là để vạch mặt cho cô xem ái xem cô như một chiến phẩm ngu ngốc vì cô ta còn chưa dùng hết thủ đoạn mà cô đã bị thôi việc thật bất ngờ khi trên đời này lại có thể tồn tại những người như thế Dường như bắt đầu từ đây Đã có thứ gì đó trong Châu Thực sự thay đổi Có thể là ý chí Cũng có thể là sự quyết tâm Đạt được điều gì đó Sau khi trở về Châu không giấu được sự mệt mỏi của bản thân Ông bà Ngọc quan tâm lo lắng cho cô Bà Ngọc vuốt tóc cô Vẹ xót con gái Bà nói Hôm nay đi làm mệt lắm hả con Châu nhìn cha mẹ Giọng nói có phần yếu đi còn... Con thôi việc ở công ty rồi à? Một khoảng lặng bao trùm cả không gian nhỏ, nghẹt thở tới mức khó chịu. Nhưng nó kéo dài không lâu, thì ông Ngọc lên tiếng. Nghĩ thì thôi, có làm sao đâu chứ. Ông làm như vẻ không có gì, cầm tờ báo trước mặt lên đọc, còn tiếp tục nói thêm mấy câu. Cha đã nói rồi, con mới lành lặng chưa bao lâu mà làm cái gì. Công ty trong công ty cũng đâu có dễ dàng Bà Ngọc cũng thị thầm to nhỏ Những lời an ủi cô Cha con nói đúng đấy Cũng không phải việc gì lớn Thôi Đi vào ăn cơm đi con Cảm giác khoe mát ẩm ướt Sự ấm áp của gia đình làm cho Châu đột nhiên Cảm thấy xúc động Thật đúng với câu nói mà cô từng được nghe ở đâu đó Gia đình là nơi tổn thương để nhận ra mình được thương Giọt nước mắt ấm nóng rời gọi khóe mi. Cùng lúc sự ấm ức của cô được vơi đi. Gần đây Khánh không xuất hiện. Châu và anh chỉ thường liên lạc qua điện thoại. Có lẽ anh đang đi công tác ở chỗ khác. Công việc nhiều nên không làm xuể. Anh cũng không thể nhận ra chuyện gì đang xảy đến với Châu. Và cũng không nói một lời nào. Lần trước được vào công ty làm việc là nhờ có anh lần này châu không muốn dựa dẫm vào anh cũng không kể cho anh biết đã thôi việc ở công ty châu không muốn một mình ở nhà không làm gì nên chỉ trong ngày sau đó cô đi tới tìm hoa hương gió chị hoa nhìn thấy châu còn thoáng ngỡ người sao em lại xuất hiện ở đây không đi làm hả châu nhìn chị cười gượng gạo em thôi việc rồi sao lại thôi việc khánh biết chưa Châu lắc đầu để đáp. Châu không ngăn cản được mấy câu hỏi tới tấp của chị Hoa. Cuối cùng vẫn phải kể lại toàn bộ câu chuyện. Cho chị biết, kể cả sự việc bị ái chơi xấu. Chị Hoa lắc đầu cảm thán Đúng là có quý nhân thì cũng sẽ có ác nhân. Có người giúp đỡ thì cũng có kẻ phá. Châu yên lặng không nói, mà chị thì cười gượng. Quả thật đúng như lời chị Hoa bảo hết đàn rồi tới ái. Mà người sau còn thâm độc hơn người trước. Em lại thêm không biết. Nó sẽ làm ra chuyện gì? Em cũng không chắc. Châu đáp lại lời nói của Hoa. Nhưng mà trong lòng lại nghĩ khác. Cô không còn sợ hãi những thủ đoạn của ái nữa. Mà thay vào đó cô càng muốn đối mặt với nó hơn. Thật muốn bản thân mình đủ mạnh mẽ để có thể chống đối lại cô ta cứ xem như nó là một trải nghiệm thôi em cứ quay về với tiệm hoa làm tiếp với chị nhé châu gật đầu ánh mắt lồng lành đáp em cảm ơn chị có gì đâu mà cảm ơn chị làm một mình buồn chán chết đây ngay trong ngày hôm đó châu tiếp tục ở lại tiệm hoa và làm những công việc quen thuộc lôi hoài với những bó hoa tươi thắm hay trang trí một bó hoa thật đẹp mắt thật đúng là điều mà cô thích nhất không cần phải suốt ngày ngồi lì một chỗ. Làm những công việc quen thuộc khiến đầu óc của Châu được thả lỏng, cả người nhẹ nhàng khoan khoái, tâm trí được thoải mái, không phải gồng mình đối mặt với chuyện gì cả. Chị Hoa làm việc tới lui, thỉnh thoảng cảm tán một câu. Hai người làm việc đúng là đỡ nhàm chán hơn một người. Châu nghiêng đầu nhìn chị cười, phải chăng đây mới chính là nơi thuộc về cô? Tiệm hoa vẫn giống như trước đây Mỗi mùa sẽ xuất hiện Một loài hoa cực kỳ đặc trưng Khách vẫn đến rất đều đều Châu làm việc mãi cho tới khi trời sập tối Cô mới chuẩn bị về Chị Hoa nở nụ cười Nói đùa Làm việc vẫn rất thuần thuộc nhỉ Tám năm mà Châu khẽ đáp lại một tiếng Đó là khoảng thời gian Châu đã làm ở đây Ý nói rằng cô đã làm việc ở đây 8 năm rồi, quen thuộc tới nỗi đôi mắt không sáng, cô vẫn có thể dễ dàng làm được. Chị Hoa chợt ngây người rồi lại bật cười cảm thán. 8 năm rồi hả? Hay, nhanh quá nhỉ. Ngay lúc này ánh sáng từ chiếc đèn pha ô tô dừng ở cửa, lại chiếu vào trong tiệm. Chị Hoa và Châu cùng lúc nhìn ra ngoài, bóng dáng quen thuộc dần lộ rõ Khánh trở lại rồi và có lẽ anh cũng đã biết chuyện của cô. Chị Hoa và Châu đứng yên bất động, nhìn Khánh sải bước chân đi tới. Đến khi Khánh trở lại, chị Châu là người lên tiếng đầu tiên. Khánh, về khi nào vậy? Em mới về. Giọng nói trầm thấp đặc trưng của người đàn ông, nhưng lại xưng là em khiến cảm giác đối lập tăng cao. Mặc dù cách xưng hô đã quen Nhưng vẫn không ngại khiến cho người khác cảm thấy sai lệch Chị Hoa lên tiếng Hãy đứng ngồi xuống nói chuyện đi Lời nói của chị thành công phá tan bầu không khí Khánh mới nhớ quay sang hỏi chị Châu nghĩ để anh hỏi không bằng mình tự nguyện đầu thú thì hơn Vậy nên cúi thấp mặt xuống khẽ nói Chị thôi việc ở công ty rồi Khánh biết Cô ở đây làm thì chắc chắn là cô đã bị cho thôi việc. Không những thế, chính anh khi biết chuyện đã ngay lập tức đến trao đổi với mẹ, chỉ là nguyên do mà bà đưa ra lại khiến cho anh không tin. "Chị gặp khó khăn trong công việc sao không nói với em?" Không biết rằng anh đã biết được bao nhiêu và biết được những gì, trong ngập ngừng không biết phải trả lời thế nào. "Chị Hay là chị thử vào làm một lần nữa nhé?" Ờ, có lẽ công việc đó không phù hợp với chị đâu. Ở tiệm hoa vẫn thích hợp hơn. Rõ ràng là năng lực của châu không tới. Sao có thể không biết điều mà một lần nữa nhờ người khác tạo cơ hội chứ? Tiệm hoa vẫn là nơi phù hợp hơn với cô. Đột nhiên cánh, bất ngờ, nâng cầm châu lên, đối diện với anh, rồi anh mở lời. Chỉ là chị chưa quen thôi. Bước đi trên chặng đường của chính mình thì sẽ có vài lần phải vấp ngã. Chị sẽ không đứng lên mà bước tiếp sau Chàng trai này trưởng thành hơn trước quá nhiều Đủ để cho cô thấy sự an toàn Và chắc chắn khi ở bên anh Châu không nói nên lời Mà chị có thể ngơ ngác Nhìn và nghe anh nói Chúng ta không được bỏ cuộc Nếu làm không được một lần Thì lại tiếp tục làm những lần tiếp theo Không ai có thể đi đến thành công Mà trên người vẫn lành lặng cả Cùng nhau cố gắng một lần nữa nhé Giọng nói đều đều Nhưng từng lời anh nói ra Đều khiến tâm trí cô bối rối Anh nói là cùng nhau cố gắng Có nghĩa là trên chặng đường để phát triển bản thân Cô không chỉ có một mình sao đáp án chắc chắn là không rồi Khánh nhìn Châu Ngập ngừng như muốn nói rồi lại không Anh nở nụ cười rồi đặt tay lên đầu cô Không gấp Chúng ta vẫn còn có nhiều thời gian Trong lòng cô lại một lần nữa len lõi, ngọn lửa nhiệt huyết cô không biết tiếp theo rồi sẽ ra sao nhưng vẫn luôn tiếp tục làm điều gì đó khánh như một liều thuốc khi cô vấp ngã thì kịp thời bôi vào làm cho vết thương mau chóng lành lại cô có thêm can đảm để làm điều mình muốn khánh ở cạnh khiến cho lòng dũng cảm của cô tăng lên không biết rằng anh đã làm điều gì với trái tim này hai đứa nói chuyện xong chưa Nhìn thấy hai người cười cười, nói nói, chị Hoa mới đi tới, khẽ hỏi. Châu bất ngờ cười, nhìn chị đáp. Dạ rồi chị à. Những ngày sau đó dường như vẫn xảy đến rất bình thường, Châu vẫn tiếp tục làm việc ở tiệm Hoa, chẳng có gì thay đổi. Thời gian chủ yếu của Châu vẫn luôn là làm việc, nhưng vì công việc ở tiệm Hoa không phải bận rộn cho lắm, nên vẫn luôn dư ra những khoảng thời gian tự do. Những lúc đó Châu sẽ bày những đồ vật của mình lên, bắt đầu cho những nét vẽ. Có khi là đang đọc một quyển sách về hoa. Có khi lại đang chiêm nghiệm bức ảnh về những kiểu hoa trang trí. Có khi lại đang học về bố cục màu sắc. Mỗi ngày trên quầy thu ngân, chỗ Châu làm việc đều là la liệt mọi thứ. Có lần chị Hoa thấy bừa bộn nên ra tay dọn dẹp giúp cầm lên những bức tranh mà châu vẽ còn không khỏi cảm thán em học vẽ từ khi nào vậy châu em mới học gần đây thôi đẹp quá bên tai châu vang lên lời khen của chị hoa khóe môi cô mím lại tràn đầy ý cười châu đã thực sự đưa ra hướng đi cho cuộc đời mình cô quyết định rồi cô sẽ bắt đầu lại một lần nữa cô yêu hoa cô muốn cả đời mình song hành với hoa cỏ Cô nhất định phải chứng minh cho mọi người thấy bản thân mình thực sự có năng lực. Và đó là tất cả sự nỗ lực của cô, sự nỗ lực của mình vào phần công việc được làm. Nên chắc chắn cô sẽ rất vui. Bao ngày qua, Châu cố gắng mài dũa khả năng của bản thân theo một hướng nhất định. Lần này cô phải dựa vào chính năng lực của mình mà thôi. Châu đưa bản phát tạo của mình cho Khánh xem qua, nhờ anh đánh giá giúp Khánh cầm trên tay những bản phát tảo mà cô ngày đêm vẽ ra, chăm chú xem từng cái một và gợt đầu không ngưng. Tốt lắm rồi. Châu mở to mắt, nhìn anh thốt lên câu. Thật không? Khánh gợt đầu, một lần nữa nhấn mạnh. Là rất tốt, em sẽ tìm cách đưa nó cho mẹ em xem. Mặc châu hớn hở khi nhận được lời khẳng định của Khánh, nhưng ngày sau đó lại xệ xuống khi nghe khánh nhắc tới bà kỳ hay là tôi đi khánh đặt tay lên đỉnh đầu cô xoa xoa rồi trấn an không sao đâu việc còn lại cứ để em lo nhưng mà em biết rồi nhưng mà thực sự đây là năng lực của chị nên em có nhúng tay vào đâu chỉ là cố gắng tạo một cơ hội để chị có thể chứng tỏ bản thân thôi khánh biết châu không muốn nhận sự giúp đỡ nhất là khi người đó còn hết lần này tới lần khác là khánh nhưng cơ hội đâu khi nào dễ dàng tới với ai đó vậy nên lần này anh phải cố gắng tạo cơ hội cho cô mà thôi bà kỳ trái lại không có chút kỳ vọng nào về năng lực của châu những bản vẽ của cô đều bị bà từ chối dù là chính con trai bà đưa ra dẫu sao thì con trai cũng có cảm tình với người ta không ít thì nhiều vẫn là có ý nâng đỡ còn bà thì ngược lại, giữa công việc và tình cảm thì đều phân ra rất rõ. Khánh đưa hết toàn bộ bản vẽ từ trước đến nay của Châu cho bà xem. Bao gồm một số bà đã từ chối xem trước đó. Ánh mắt Khánh hiện rõ ý năng đỉ, dùng giọng điệu mà đã lâu rồi anh chưa từng nói. Mẹ, làm ơn xem một lần đi mà. Bà Kỳ đeo gọng kính màu vàng, mắt không dứt khỏi kênh thời sự trên tivi vẻ mặt không thay đổi như biến cánh trở thành không khí trong chính ngôi nhà của mình. Khánh càng ngồi xích lại gần bà Hương tiếp tục lên tiếng. Chỉ một lần thôi, lần này sẽ không khiến cho mẹ thất vọng đâu. Bà Kỳ xích nhà ra một nấc trạng thái vẫn như cũ, Khánh bất lực xoa đầu. Anh muốn đứng lên rời đi, nhưng lại lưu luyến thêm một lần nữa. Thực sự là không thể xem sao à? Chỉ một lần thôi. Không ngoài dự đoán Đến một ánh mắt bà Kỳ cũng không cho anh Khánh đành bất lực Đứng phất dậy Đây đâu còn là lần đầu nữa Những lần trước cũng nhận được thái độ này từ bà Cứ như là bà đã xác định điều gì đó rồi Thì mãi mãi sẽ là như vậy Mà không bao giờ thay đổi Có đôi khi hai mẹ con đang bàn công việc hăng say Anh vô tình chen vào mấy câu về bản vẽ của châu Thì đều bị bà đáp lại bằng thái độ im lặng Khánh bất lực đến cùng cực Đến cả một phó giám đốc như anh Cũng đành vài bó tay Khánh rời đi để lại sắp bản vẽ của Châu Nằm bừa bồn trên bàn Bà Kỳ làm ra vẻ không quan tâm Vẫn giữ nguyên một thái độ Tiếp tục xem TV Nhận thức được Khánh đã thực sự rời đi Bà mới thôi không xem kênh thời sự TV nữa Mà chuẩn bị đi lên phòng Vừa hay bà nhìn ra Thì lại vô tình thấy ngay bản phát tạo của Châu như có một lực hút vô hình khiến bà bị thu hút, chần chừ trong mấy giây cuối cùng bà vẫn cầm lên để nhìn rõ hơn. Nét vẽ không chuyên nhưng phong cách thiết kế lại làm nên một điều rất đặc biệt, màu tô không có kỹ thuật nhưng cách phối màu lại vô cùng lạ mắt. Bà Kỳ xem được bức tranh thứ nhất lại tiếp tục cầm lên xem những bức kế tiếp, vẻ mặt vẫn giữ một nét ngơ ngác. Nếu đúng thật là châu vẽ thì con bé có một bước tiến rất nhạy vật. Bà quan sát hết thầy tất cả bạn phát thảo. Từ trước tới nay, mình từ chối xem, nhận thấy sự chuyển biến rõ rệt trong từng bước vẽ. Đúng thật khác xa so với những gì bà đánh giá về châu. Ngoặc đầu mà cũng không hề ghét châu, nhưng vì năng lực làm việc xa suốt khiến bà đánh giá thấp khả năng của cô gái. Đến khi nhìn tới những gì châu vẽ, bà mới phần nào nới lỏng quan điểm của mình hơn. Bà Kỳ xem xong Mặc dù trong lòng đã có sự ưng ý Nhưng vẫn giả vờ như không có gì Để sắp bản vẽ phát thảo lại vị trí cũ Rồi bà rời đi Châu tiếp tục Những ngày làm việc ở tiệm hoa với chị Hoa Sông vẫn chăm chỉ Mai dũa khả năng của bản thân Khánh vẫn một mực ở bên cạnh Giúp đỡ và ủng hộ mọi thứ cho Châu Khánh không nói với Châu rằng Những bạn phát thảo từ trước tới giờ của Châu đều bị bà Kỳ từ chối xem. Khánh dùng ý kiến của mình thay thế bà Kỳ nói lên nhận xét về những bức tranh mà cô đã vẽ để cho có thể tiếp tục sửa chữa và phát triển khả năng. Không chỉ có Khánh mà cả chị Hoa cũng đồng hành với Châu. Chị Hoa cầm lên những bản phát thảo gần nhất của Châu, miệng xích xoa. Chị thấy càng ngày càng chuyên nghiệp rồi đấy, thực sự đẹp quá. Châu mỉm cười, Khẽ nhìn bức tranh mà chị Hoa đang khen Chưa đủ Chưa đạt đến trình độ làm siêu lòng mẹ của Khánh Cô vẫn còn phải cố gắng hơn nữa Chị Hoa trợn mắt liếc nhìn Châu Bấy nhiêu đây là chưa đủ Vậy với em bao giờ mới là đủ Châu mỉm cười lắc đầu cho qua chuyện Chị Hoa luôn là người hưởng ứng nhiệt tình nhất những tác phẩm đó Là người bên cạnh và luôn ủng hộ với những gì cô làm Lúc này Khánh cũng ở bên cạnh Hôm nay là cuối tuần Vậy là anh chuyển số ít công việc Từ công ty sang đây để làm Từ lần Châu quyết tâm nghiên cứu Về thiết kế hoa Thì anh và Châu lại như càng không thể tách xa Châu cần anh Và anh cũng muốn giúp đỡ cô À mà Dạo này bên mẹ Khánh Có chuyện biến gì không Hiện tại là thời điểm tìm hoa thừa thớt nhất Khánh thì có công việc của anh châu cũng đang tập trung vẽ vời vậy nên chị hoa đột nhiên trở thành người rảnh rủi không có việc gì để làm vậy nên chị mới đặt vài câu hỏi vu vơ câu hỏi của chị thành công lay động được sự chú ý của châu cô cũng thật sự rất muốn biết thái độ hiện tại của mẹ khánh đối với mình là như thế nào cho dù những bản vẽ của cô cũng được khánh truyền tới lời nhận xét từ bà nhưng châu vẫn cảm thấy có gì đó là lạ, lạ như vì không biết nó là ở đâu Nên cô cũng không quan tâm Suy cho cùng Châu vẫn chưa biết Thái độ hiện tại của bà đối với mình có tốt hay chưa Khánh tập trung làm việc không nghe thấy câu hỏi của chị Hoa Vậy nên cũng không phản ứng lại Đến khi cảm nhận được hai luồng ánh mắt Cứ chăm chăm nhìn vào mình Anh mới ngước lên nhìn họ Bằng ánh mắt ngây thơ Có... có chuyện gì thế? Lần này vậy mà Châu lại lên tiếng Lặp lại câu hỏi của chị Hoa Mẹ em có nói gì về chị không? Khánh nghe xong câu hỏi Đột nhiên cứng đờ người Lâm vào thế sượng trân Thấy ánh mắt mong chờ của Châu nhìn mình Anh vẫn không đành lòng nói thật Cũng không nói gì nhiều Có chuyện gì sao chị? Châu gật đầu Như đã biết Cô cười đáp À không có gì cũng không tính là nói dối vì sự thật là bà kỳ còn chưa xem tới bạn phát thảo của cô thì có thể nói gì được cơ chứ dẫu sao thì anh cảm thấy mình đang lừa dối châu suy nghĩ đến mẹ mình anh lại thở dài làm cách nào để có thể lung lay người mẹ quyết đoán này mới được chứ chỉ là lần này anh lại có chuyện xảy tới mà anh không ngờ đến sau khi về nhà anh vẫn ăn cơm cùng với bà kỳ giữa hai mẹ con vẫn sẽ bình thường nếu như không nhắc tới chuyện bạn phát thảo. Lần này sợ tiếp tục sẽ làm bà Kỳ tức giận, nên anh không nhắc tới nó. Cứ để cho mọi chuyện diễn ra như thế. Nào ngờ bà Kỳ lại là người lên tiếng. Hôm nay không nhắc tới chuyện bạn phát thảo nữa sao? Bà Kỳ vừa gấp thức ăn, vừa chậm rãi mở miệng. Khánh cũng không có biểu hiện của sự vui mừng khi bà là người gợi nhắc trước. Anh đáp. Sợ mẹ ăn không ngon. Bà Kỳ vừa nhai thức ăn, nghe anh nói như vậy thì trừng mắt nhìn anh. Còn có hiếu quá gì? Biết bà Kỳ nói sốc, anh cũng chỉ yếu xìu đáp một tiếng vâng. Bản thảo của con bé, mẹ thấy cũng được đấy. Dạ. Khánh bớt giác đáp một tiếng, rồi mới ý thức được bà vừa nói điều gì. Anh ngạc nhiên ngẩn đầu nhìn bà. Mẹ, bản phát thảo của cô ấy mẹ xem rồi sao? vẻ mặt ngạc nhiên của khánh khiến cho bà hài lòng, khóe môi bà cong lên, nhưng vẫn làm ra bộ bình thường. bà gật đầu một cái đáp. đã xem sơ qua, nét vẽ còn quá thiếu chuyên nghiệp. mặc dù bà kỳ đang chê bai, nhưng khánh biết là bà có ngó ngàng tới, có nghĩa là châu đã thực sự tốt lên nếu như những bạn phát thảo kia không có sức hút thì chắc chắn là bà kỳ sẽ không bao giờ nhắc tới thậm chí còn có thể thẳng tay ném vào thùng rác nhưng đằng này không chỉ đã xem qua mà còn nhắc tới đồng nghĩa với việc bà kỳ đã ưng nghĩa bạn phát thảo của châu chị ấy không được đào tạo kỹ lưỡng chỉ là từ tập vẽ thôi như vậy là rất tốt rồi mẹ à mẹ biết vậy nên sắp xếp cho con bé vào bộ phận đào tạo đi. Không giấu nổi vẻ ngạc nhiên trên khuôn mặt, Khánh mỉm cười. Con cảm ơn mẹ. Ngày mai mẹ muốn đến gặp con bé. Dạ, con đưa mẹ đi. Nhìn vẻ hướng hở của con trai, bà khẽ lắc đầu nhưng trên môi vẫn khép lại nở ra một nụ cười. Sau những sự nỗ lực và nhiều lần mỏi mòn chờ đợi thì cuối cùng cơ hội cũng đã mỉm cười với Châu. Với bọn họ, ngay tại khoảnh khắc tưởng chừng như bất lực Thế mà may mắn lại đón chờ Tiệm hoa của ngày hôm sau vẫn hoạt động trở lại bình thường Cho vẫn dành khoảng thời gian ít ỏi Để tập vẽ Còn lại thì vẫn làm việc lạc vặt trong tiệm Nhưng vì chị Hoa thông cảm cho Châu Cũng là vì chị Hoa thương Châu Nên phần nhiều thời gian chị dành làm Để cho Châu có dư giả khoảng thời gian tập trung vẽ Chị Hoa đã dành rất nhiều điều tốt đẹp cho cô chỉ là hôm nay tâm trạng của Châu cứ bay bổng một phần vì thấy mình đã quá phiền tới chị Hoa. Phần còn lại là vì lo lắng về phía mẹ của Khánh, bà Kỳ. Một người phụ nữ mạnh mẽ và quyết đoán như bà Kỳ liệu có thể mở ra cơ hội cho một người như cô. Chưa biết được thái độ của bà dành cho mình như thế nào khiến cô trở nên bất an hơn bao giờ hết. Lời hoài với công việc ở tiệm hoa rồi sang tới tập vẽ khiến cô bận rộn tới mức không bao lâu đã bỏ sau đầu những phiền muộn. Chẳng bao lâu sau, phía trước tiệm hoa lại xuất hiện chiếc xe quen thuộc, là xe của Khánh. Châu thoáng bất ngờ rồi ngẫm lại. Hôm nay là đầu tuần, không lý nào Khánh lại có vợ đến đây. Không lẽ nào vì công việc sao? Không ngoài dự đoán của Châu. Chỉ ngay sau khi Khánh xuống xe, người kế tiếp xuống xe chính là bà Kỳ, mẹ của Khánh. Châu bất ngờ tới ngay người, Nhìn ra cửa theo hướng hai người họ đi tới Chị Hoa thấy Châu chợt đứng hình Còn đứng sau lường vỗ vai Có chuyện gì vậy Châu? Châu còn chưa hoàng hồn Nói một cách ngập ngừng Khánh Chị Hoa díu mày khó hiểu đáp Khánh tới thì có làm sao đâu Ờ mẹ Khánh nữa Ngay khi Châu đáp lời Cùng lúc đó chị Hoa nhìn về phía cửa Giờ đến lúc chị là người ngạc nhiên Sao mẹ Khánh lại tới đây? Em không biết Sau khi bà Kỳ và Khánh bước vào tiệm Tiệm hoa bỗng im lặng Bốn người đứng đối mặt với nhau Vẽ ngại ngùng Cuối cùng Khánh là người phá vỡ bầu không khí Đây là mẹ em Cũng là giám đốc công ty La La Farm Chị Hoa nở nụ cười công nghiệp Trong lòng vang lên âm thanh Không cần phải giới thiệu Chị biết lâu rồi chỉ là ngượng ngùng quá tôi Chào cô Chị Hoa lên tiếng hỏi Sau đó Châu cũng khẽ lên tiếng Dạ cháu chào bác Bà Kỳ mỉm cười gật đầu Nhìn thẳng vào mắt Châu Sau khi chạm mắt với bà Châu đột nhiên chuyển dời ánh mắt Chị Hoa biết rằng hai người tìm đến đây Chắc chắn có việc liên quan tới Châu Nên bố trí một chỗ ngồi cho bọn họ Châu ngồi ngay ngắn như học sinh tiểu học, kế bên Khánh đối diện với mẹ anh. Bà Kỳ nhìn à. hai người, mỉm cười mở đầu câu chuyện. Khánh đã đưa cho bác xem bản phát tạo của cháu. À, dạ, dạ. Châu lúng túng không biết phải đáp lại như thế nào. Trước đây bác đã đánh giá thấp khả năng của cháu. Đó là lỗi của bác. Nghe tới đây, Châu giật mình xua tay phủ nhận dạ không phải lỗi của bác tại lúc đó cháu không tập trung vào công việc thật bà kỳ bất ngờ với sự phủ nhận của châu sững sờ một lát rồi mới tiếp tục nói vì nhìn thấy được khả năng của cháu bác quyết định muốn dành cho cháu một khóa đào tạo sâu về chuyên môn thiết kế cháu thấy thế nào nét mặt của châu nở ra và có sự kinh ngạc vui mừng trong đó cô quay sang nhìn khánh anh cũng mỉm cười đáp Cháu 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 thực sự cảm ơn bác Cuối cùng sự nỗ lực không ngừng nghỉ của cháu Cũng dẫn tới một kết quả mỹ mãn Nở ra một cánh cửa cơ hội cho cô phát triển Chỉ nhờ một câu nói đơn giản của bà Kỳ Cháu đã có thể đi học Đào tạo chuyên sâu về chuyên môn thiết kế Đây cũng chính là lần đầu tiên Cô được đi học một cách đúng nghĩa Nơi đó sẽ có bạn bè Có những người cùng chung một đam mê có thầy cô giảng dạy và hơn hết là cô có thể học tập như một người bình thường. Chỉ cần bấy nhiêu đó thôi, châu đủ để cảm thấy nỗ lực của mình là xứng đáng. Sau ngày hôm đó, châu chính thức tạm biệt công việc để chuyên tâm đào tạo, ngành nghề mà cô yêu thích. Lần nữa nói lời tạm biệt với chị Hoa khiến châu cảm thấy rất ngại. Chị Hoa vỗ vai châu mỉm cười nói. Không có việc gì phải ngại cả, chị thật sự rất vui khi nhìn thấy em tìm thấy cơ hội mới cố lên chị tin em sẽ làm được chị hoa vừa cười vừa làm hành động cố lên với cô chồng mỉm môi nhìn chị không rời đôi mắt mang theo sự long lanh chị tốt quá chị hoa cười xòa em cảm ơn chị rất nhiều cái con bé này đừng có khách sáo như vậy chứ Cuộc sống của Châu không có nhiều bi thương Như người khác nghĩ Mặc dù cô bị mù từ sớm Nhưng bên cạnh lại luôn có những người yêu thương cô Đó cũng là một điều may mắn Phải không? Ở quá đào tạo chuyên sâu Mà bà Kỳ sắp xếp cho Châu Là một môi trường học tập lý tưởng Của rất nhiều người Tuy vậy mỗi một người Theo đào tạo Đều là những cá nhân xuất sắc Với trình độ học vấn cao Riêng Châu là cô đơn lẻ bóng nhưng không phải vì thế mà cô bỏ cuộc phải khó khăn thế nào cháu mới có thể giành lấy cơ hội này sao lại vì tự ti mà đánh mất nó có lẽ đó cũng là bài học đắt giá mà cô tích góp được sau mọi khó khăn ở một môi trường tốt như vậy cũng kèm theo rất nhiều người tài năng một mặt tích cực là cháu có thể học hỏi từ họ xem họ là động lực còn về mặt tiêu cực thì đôi khi cô vẫn sẽ bị tài năng của họ làm cho bị tự ti. Cảm giác bạn thân chẳng có gì hơn người. Chẳng là cái đinh gì nên đâm ra chán nản. Như bởi vì bên cạnh cô luôn có Khánh, có gia đình và có cả chị Hoa, nên những suy nghĩ tiêu cực cứ như thế cuốn đi thật nhanh. Khóa đào tạo diễn ra vỏn vẹn chỉ vài tháng sau đó, sẽ có một bài kiểm tra theo yêu cầu của bà Kỳ. Chỉ cần cô vượt qua được bài kiểm tra đó, cô sẽ chính thức trở thành nhân viên thiết kế hòa của công ty La La Farm. Bài kiểm tra lần này là cánh cửa cuối cùng mà cô phải bước qua, vì vậy mà Châu không ngừng lo lắng. Mặc dù Châu không nói, nhưng thông qua trạng thái của Châu, Khánh cũng biết được tâm trạng của cô ra sao. Lúc này Khánh chỉ đơn giản là ở bên cạnh Châu cho cô thêm niềm tin vào cuộc sống và tin vào bản thân mình. Chị sẽ làm được thôi Châu bất ngờ mở to mắt Nhìn Khánh rồi sau đó cô nói Nhưng mà vẫn có chút lo lắng Khánh cười Nụ cười dịu dàng chỉ dành riêng cho Châu Có em ở đây rồi Chị không cần lo lắng về điều gì cả Châu lập tức nói tiếp Em đừng có nhúng tay vào nhé Khánh mỉm cười xoa đầu cô Sẽ không Em tin vào năng lực của chị hơn hết có lẽ Khánh là người còn tin vào năng lực của Châu hơn chính cô và cũng vì chính sự tin tưởng này khiến Châu có thêm ý chí càng quyết tâm hơn nữa. Và kết quả cuối cùng là Châu đã hoàn thành xuất sắc bài kiểm tra đó và chính thức trở thành nhân viên của công ty La La Farm. Trở lại công ty bằng chính năng lực thực sự của mình đúng thực sự rất sản quái. Đi cùng với sự vui sướng của cô còn là sự ngạc nhiên của hai người đồng nghiệp cũ là dũng và linh ngay tại khoảnh khắc nhìn thấy châu xuất hiện ở công ty họ đã bất ngờ tới mắt mở to và miệng không thể khép chặt chị chị châu kìa phải không linh nhìn chằm chằm vào cô rồi lắp bắp hỏi người bên cạnh là dũng đúng rồi là châu mà sau lời khẳng định của dũng cũng là lúc châu bước tới trước mặt họ cô tươi cười nói lại làm việc cùng nhau rồi. Dường như chỉ chờ đợi câu nói ấy, cả hai người đã đồng thanh vui mừng hét lên. Sau cuộc hội ngộ của cả ba, ba người cùng nhau đi ăn trưa. Sao bà lại có thể... Dũng là người đầu tiên lên tiếng vì quá tò mò. Tại sao Châu lại có thể quay lại công ty? Nhưng để nói thêm lời thì cũng quá khó nên Dũng mới chập chừng. Cũng may là Châu hiểu ý Dũng Cô cười cười đáp. Tôi tham gia một khóa đào tạo. Vừa qua kỳ kiểm tra của khóa đó thì được tuyển thẳng vào công ty. Linh gật gù tán dương, sau đó cô hỏi. Tốt quá, vậy hiện tại chị làm cùng bộ phận với tụi em sao? Không có, chị làm bên bộ phận thiết kế, là một chuyên viên thiết kế hoa. Nghe vậy Dũng và Linh càng bất ngờ hơn. Giỏi quá, vậy là chị phải làm cùng với bộ phận cô ái kia rồi dũng cảm thán đúng là oan gia ngõ hẹp mà nhờ lính nhắc châu mới nhớ tới sự hiện diện của ái quả thật đúng là oan gia ngõ hẹp nhưng châu cũng chẳng thấy đó là một điều xui xẻo mà thực sự cô còn cảm thấy phấn khích hơn nữa ái không muốn cô làm ở công ty này vậy thì cô sẽ cảm thấy như thế nào khi hiện tại cô lại xuất hiện nhỉ rất nhanh thôi, viễn cảnh đó sẽ diễn ra, vì ngay sau bữa ăn trưa, mọi người sẽ trở lại văn phòng để làm việc. Vì hôm nay không phải ngày chính thức, Châu đi làm, mà chỉ đến để nhận việc thôi, nên cô có quyền được đến trễ. Châu đi cùng với giám đốc nhân sự đến văn phòng làm việc. Lúc vào văn phòng giám đốc nhân sự sẽ tập trung mọi người để giới thiệu một chút. Giám đốc nhân sự vỗ tay mấy cái để thu hút sự chú ý của mọi người. Mọi người tập trung nghe đây." Nói xong một câu, lại hướng về phía Châu nói, "Châu là thành viên mới của văn phòng chúng ta, là một chuyên viên thiết kế hoa, mọi người hãy hòa đồng với nhau nhé." Đây là cách giới thiệu đơn giản khi có nhân viên mới vào làm. Sau lời giới thiệu là tràn pháo tay đến từ mọi người. Châu cũng vô cùng niềm nở, tươi cười, chỉ là vừa liếc khóe mắt nhìn qua giữa một đám đông tươi cười, lại xuất hiện một vẻ mặt âm u khác thường châu dừng ánh mắt về phía người nọ không ngoài dự đoán người đó là ái ai. ai biết hôm nay có nhân viên mới nhưng lại không nghĩ đó là châu vì vậy lúc châu xuất hiện ái đã chợt sững người tâm lý lo sợ bỗng chốc xuất hiện mà cô lại vừa tò mò làm cách nào châu lại có thể quay trở lại công ty hơn thế nữa là còn làm một chức vụ ngang hàng với cô nhìn lên thấy con cừu non mình từng chơi đùa nở nụ cười với mình dường như châu đã có gì đó thay đổi nhưng ái lại không biết nhưng thay đổi thì đã sao đối với cô mà nói châu vẫn chỉ là một con cừu non là một cái đinh mà cô muốn nhổ khi nào thì nhổ sau hàng dạo đầu thì mọi người tiếp tục làm việc của mình còn châu thì về bàn làm việc bản thân đã được bố trí sắp xếp lại một số thứ trong lúc đó số đồng nghiệp trong vòng có người lên tiếng hôm nay có nhân viên mới tới hay là chúng ta làm một buổi liên hoan đi đúng rồi hợp lý quá khoan đã hỏi ý kiến nhân viên mới trước đi châu nghe mọi người bàn bạc như không dám lên tiếng đến khi có người gọi tên cô cô mới trả lời một nhân viên nữ hỏi cô châu cô thấy sao châu mỉm cười gật đầu đáp ờ tôi tôi thì sao cũng được chưa không quen với các buổi tụ tập đông người, nhưng cô biết, trong đời cũng sẽ có vài lần phải trải qua. Vả lại mọi người lấy cớ là ăn mừng nhân viên mới, mà cô lại là một nhân viên mới, đi từ chối không phải là rất kỳ sao? Cô nhân viên nữ đó lại nói, "Vậy thì quyết định như vậy đi, tan làm văn phòng chúng ta đi ăn liên hoan." Lúc này Ái mới lên tiếng nói, "Tối nay tôi có việc chắc là không đi được đâu, mọi người cứ đi đi nhé." Nhiều câu hỏi tại sao Sự xuất hiện và rủ rê ái Nhưng mà Châu lại không quan tâm Cô chỉ chăm chú đăng nhập vào tài khoản Làm việc của mình Và sắp xếp lại mọi thứ Thế mà chẳng biết thế nào đến lúc tan làm Ái vẫn xuất hiện tại chỗ tụ tập của mọi người Thế là văn phòng mười mấy người Lại có dịp đầy đủ Tại quán thịt nướng Mọi người nói đùa cười giỡn với nhau Còn Châu thì yên ổn ngồi một chỗ Đôi khi là cô mỉm cười mấy cái Dì ái ra vẻ thân thiết với mọi người trước mặt mình châu cũng không có thái độ gì để cô ta muốn thể hiện thế nào thì thể hiện nói một hồi chủ đề không đụng mà xoay quanh châu và ái văn phòng của chúng ta lại thêm một cô gái xinh đẹp nữa vậy là hoa khôi ái lại có người cạnh tranh ái nở nụ cười phóng khoáng đặc hiệu của cô ta nói khéo em mà là hoa khôi gì chứ em thấy châu còn xinh hơn em nhiều vả lại cần chi danh hiệu hoa khôi Mỗi cô gái đều là một đóa hoa xinh đẹp nhất Câu nói này vô cùng làm hài lòng phái nữ Ái nói xong Còn có thêm vài người nhiệt tình đồng ý Châu cúi mặt xuống Nghe những lời này lại thấy giả tạo đến cùng cực Lời nói tất nhiên không sai Nhưng mà lời nói phát ra từ miệng cô ta Lại chả thể đúng nổi Đột nhiên bị vỗ một bên vai Người bên cạnh hỏi cô Châu, em có biết uống bia không? Châu mỉm cười lắc đầu, trên bàn lại có thêm vài người nói. Thử một chút đi không say đâu. Dì nái kìa, nãy giờ uống mấy ly rồi đó cũng đâu có sao. Đúng thật là nhìn qua ấy thì thấy cô ta đang cầm một ly bia uống. Thấy mọi người nhìn qua thì khẽ cười một cái. Đến khi mọi người chuyển ánh mắt, cô ta mới dùng ánh mắt thách thức nhìn cô. Thấy bản thân không thể từ chối thêm, nên Châu định sẽ nhắm mắt mà uống một ly. Cầm trên tay lì bìa dưới ánh mắt mong chờ của mọi người trên bàn ăn. Và cả ánh mắt thách thức của ái, cô định đưa lên miệng uống thì đột ngột, có người xuất hiện. Người đó đi tới và cướp lì bìa trên tay cô, trước ánh mắt ngỡ ngàng của nhiều người. Không biết uống thì đừng có uống, để tôi uống thay cho em. Đến cả Châu cũng bất ngờ trước sự xuất hiện của Khánh. Cô ngỡ ngàng nhìn anh đưa ly bia lên miệng và uống. Khánh uống đến khi ly bia cạn tới đáy ly mới ngưng. Châu muốn đưa tay, giật lại nhưng chẳng kịp. Cô nheo đôi chân mày nhìn anh. Khánh chỉ mỉm cười đáp. Dưới sự bàn hoàng của mọi người, Khánh ngồi xuống bên cạnh Châu. Anh đưa tay lên như chào hỏi rồi nói. Tôi tham gia cùng được chứ? Nhiều người trong số họ giờ phút này mới lấy lại được ý thức. Nét mặt giãn ra, mỉm cười đáp lại Khánh. "Sao em lại xuất hiện ở đây?" "Tại vì có sự xuất hiện của chị đấy." Lời đáp lại của Khánh khiến cô cạn lời trong vòng mấy giây, sau đó mới lắp bắp nói tiếp. "Sao, sao em biết chị ở đây?" Khánh trầm chú nhìn vào ánh mắt của cô sâu tới hớp hồn rồi mới đáp. "Em sẽ luôn có khách của em." Ái ngồi một bên, Nhìn hai người không làm gì Như không khí xung quanh Vẫn lộ ra vẻ tình tứ thân mật Cô đã chẳng giữ nổi nét mặt tươi cười như ban nãy Ái là người đầu tiên nhìn thấy Khánh xuất hiện Cô chuyển biến từ vẻ mặt phấn khích Sang u ám Chỉ trong 3 giây Sau khi anh xuất hiện Đơn giản là vì từ khi Khánh bước tới Ánh mắt cũng chỉ hướng về một phía Đỡ bia tay cho Châu Dùng ánh mắt dịu dàng nhìn Châu Không nói nhưng ai trong số những người ở đây Cũng đều biết buổi liên hoan này của họ có phó giám đốc cũng là vì có châu ái ghen tị với sự ân cần dịu dàng mà khánh dành riêng cho châu ghét vì cô chưa từng nhận được điều đó tuy mọi người trên bàn vẫn vui vẻ bình thường nhưng chắc hẳn trong lòng mỗi người đều âm thầm đánh giá đúng thế chỉ tới buổi tối hôm sau là châu đã đột ngột nhận được nhiều sự chú ý hơn bao giờ hết mấy cô đồng nghiệp làm cùng văn phòng vào giờ ăn trưa cũng tranh thủ hỏi cô châu nè em là bạn gái của phó giám đốc sao châu nghe câu hỏi thì cô đột nhiên có chút bất ngờ không muốn nói quá rõ nên chỉ trả lời qua loa ờ à, dạ không không phải đâu thật không vậy hôm qua còn thấy phó giám đốc đến vì cô đấy châu cười gượng cô trả lời ngập ngừng đến đến vì tôi cái gì chứ chỉ là thấy đông vui nên tham gia mà thôi Cô gái đó tỏ vẻ mặt nghi ngờ Trề môi nói Thật không đó Châu hiếp mắt cười đáp Thật mà Cứ thỉnh thoảng lại có vài cô gái tới hỏi cô như thế Cũng làm cho cô nhận ra sức ảnh hưởng của Khánh Đối với nhân viên nữ của công ty Xuyên suốt đó là chuỗi ngày đi làm hăng say của Châu Lần này cô đã trở lại công ty với một con người hoàn toàn mới hoạt động năng suất hơn làm việc trong trạng thái tốt hơn năng động và linh hoạt hơn không ai có thể trách cứ hay vì cô là nhân viên mới mà có thể bắt nạt cô chỉ vì trong hai tuần làm việc họ đã thấy được sự cần mẫn và chuyên nghiệp của cô vì vậy mà không một ai có thể bắt cô làm chân chạy vặt cho họ nữa nếu có thì có lẽ người đó chính là ấy. ái luôn thật tròn vai trước mặt tất cả diễn chân thật tới nỗi cô cũng từng lầm tưởng đó là con người thật của cô ta Ái hay dùng thái độ mềm mỏng Để nhờ cô làm việc Nếu mở lời từ chối Thì lại biến cô trở thành con người ích kỷ Trước mặt người khác Lần này ái vẫn làm như thế Và có lẽ đây cũng là cách duy nhất Để cô ta ra uy Trước mặt mọi người Châu Ái ngồi một chỗ Lì ánh mắt tìm kiếm cô và kêu lên Châu biết rằng lại đến lúc Phải làm việc không công cho người này Cô nhìn ái tỏ vẻ đang lắng nghe. Cô rảnh không? Đem số tài liệu này đi các hộ tôi nhé. Dòng điệu mềm mại thực sự cần sự giúp đỡ, lại còn cố ý nói to trước sự chứng kiến của mọi người. Ái quả thật là con người biết diễn. Châu đang làm công việc của mình, thật lòng muốn mở miệng từ chối nhưng lại quá khó. Cô bèn nói: Cô để đây đi, lát nữa tôi đem đi. Cũng được nhưng mà tí nữa thì giấy tải sẽ phải đem xuống nhà kho đấy Lúc đấy thì bất tiện lắm Hay là cô đi liền đi Thật muốn quát lên một câu Thấy bất tiện vậy thì tại sao cô không đi Nhưng lại chẳng thể Thấy hai người kỳ kèo nên cô đồng nghiệp gần đấy mới lên tiếng Vậy thì hay là cô đi luôn đi Dù sao cô cũng sẽ phải đi cắt tài liệu mà Lời này là nói với Châu Châu không muốn lại phải đùi cò qua lại nên mới quyết định đem sắp tài liệu của cô ta đi cắt. Một vài lần như vậy cứ tiếp tục diễn ra suôn sẻ, Châu cũng không ghi thù những chuyện này quá nhiều. Vốn là một nhân viên mới, ai mà chẳng phải làm tay chân chạy vặt, chỉ là ấy thì lại từ việc này mà ngày càng ra vẻ phách lối với cô. Châu không quá tập trung vào việc phải chống lại cô ta, mà thứ cô tập trung là công việc của bản thân gần đây châu biểu hiện vô cùng tốt trong công việc nhiều lần được khích lệ nhờ vậy mà trong mắt mọi người châu gần như không phải là một nhân viên mới thiếu thốn kinh nghiệm nữa lần gần nhất cô được thuyên dương ngay trong cuộc họp có sự tham gia của giám đốc là bà kỳ bà nhìn cô với ánh mắt tán dương rồi nói với vẻ nghiêm túc bộ phận thiết kế rất đáng được tuyên dương nhất là châu tuy là nhân viên mới nhưng mà hoàn thành xuất sắc mọi công việc của mình kéo theo đó là tràng vỗ tay khích lệ của mọi người trong cuộc họp làm châu ngài tới nóng ràng cả mặt mũi. nắm tay dưới bàn của ấy đã siết chặt lại, nhưng vẻ mặt lại không ngừng mỉm cười, còn gật gù tán thưởng châu với những người xung quanh. Nếu như cô không biết được con người thật của người này, thì có lẽ cũng đã tin tưởng rằng cô ta thật lòng vui cho mình. nhờ những thiết kế của cô được khách hàng yêu thích, châu dần có được lòng tin của mọi người và chúc danh tiếng trong giới yêu hoa. Quý vị thân mến, chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập 5 của bộ truyện này. Quý vị đừng quên nhấn like, chia sẻ và subscribe kênh để tiếp tục theo dõi những tập truyện mới nhất nhé. Còn bây giờ tôi Quỳnh xin phép được nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những chuyên mục phát sóng tiếp theo. Chúc quý vị một ngày vui vẻ.